Tiên chúng ta sẽ ghi lại ngày tháng của ngày hôm nay. Và bài hôm nay chúng ta học sẽ là bài khối hộp. Mấy bạn chấm cho mình một điểm ở trên tờ giấy. Sau đó điểm thứ hai. Giữa hai điểm này các bạn đặt ngón tay lên. Chấm một điểm ở trên đầu ngón tay. Và chấm thêm một điểm nữa ở dưới đầu ngón tay. Tiếp theo chúng ta tiến hành nối các điểm này lại với nhau. Như các bạn đã thấy hiện giờ chúng ta đã có một hình vuông rút gọn. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn thấy đây là một hình vuông. Và khi chúng ta thay đổi góc nhìn thì chúng ta đã có được một hình vuông rút gọn. Về bản chất, vẽ rút gọn có nghĩa là chúng ta bóp méo hình ảnh lên tờ giấy để đánh lừa thị giác, tạo ảnh xa gần. Bây giờ quay trở lại với khối hộp của chúng ta. Ở điểm đầu tiên các bạn vẽ giúp mình một đường thẳng xuống. Ở điểm thứ hai cũng như vậy. Các bạn nhớ cho hai đường song song với nhau nhé. Ở giữa thì mình cũng vẽ một đường thẳng xuống. Đường ở giữa này các bạn nhớ nó sẽ dài hơn so với hai đường trước. Sau đó chúng ta nối các điểm ở dưới với nhau để tạo thành các cạnh đáy của khối hộp. Tại vì mình vẽ tay nó không được thẳng nên mình mượn cây son của nóc nhà mình làm cái thước. Hy vọng là sau cái video này mình vẫn còn ok để có thể tiếp tục làm video cho anh em xem. Nguồn sáng ở đây mình sẽ cho nó bên phải và bên trên của khối hộp. Và chúng ta sẽ tiến hành đổ bóng. Để đổ bóng thì các bạn kéo dài cái cạnh đáy nó ra thêm một đoạn. Rồi thực hiện những đoạn thẳng song song với cái đường kéo dài vừa rồi để đổ bóng cho khối hộp. Đổ bóng xong thì chúng ta tiến hành đánh bóng. Ở khối hộp thì khi đánh bóng chúng ta sẽ cần đánh cái mặt tối, cái mặt mà không nhận được ánh sáng. Và việc đánh bóng ở khối hộp cũng khác với khối cầu là nó không cần độ đậm nhạt. Và giờ thì cùng tận hưởng cái khối cầu đầu tiên bạn vẽ trong không gian thôi nào. Chúc mừng bạn nhé. Mọi người cùng tham gia một thử thách nhỏ nhỏ với Tài nha. Đầu tiên, chúng ta cũng vẽ cái khối hộp giống như hồi nãy giờ mình đã hướng dẫn. Mấy bạn nhớ giùm mình là cái cạnh ở giữa nó phải dài hơn hai cạnh hai bên nha. Và ba cạnh này là phải song song với nhau. Rồi các bạn chấm một điểm ở giữa trên các cạnh của khối hộp. Đây gọi là trung điểm. Chúng ta tiến hành nối các trung điểm này lại với nhau, giống như trên video Tài đang làm. Mọi người có hình dung ra nó giống cái gì chưa nè? Nguồn sáng thì mình cũng cho nó bên trên và bên phải của cái hộp. Sau đó thì mình tiến hành đổ bóng. Bóng đổ thì ngược hướng về lại nguồn sáng. Sau khi đánh đổ bóng xong thì chúng ta tiến hành đánh bóng. Mấy bạn nhớ là đánh bóng trên khối hộp thì nó không có đậm nhạt như là bên khối cầu nha. Bây giờ chúng ta tiến hành trang trí cho hộp quà thế nào. Các bạn hãy thể hiện sức sáng tạo của mình đi. Mấy bạn muốn vẽ gì cũng được hết. Ở đây thì Tài vẽ hai cái nơ với lại mấy cái hình hầm bà lằng, thêm mấy dòng chữ nữa. Còn mọi người muốn trang trí sao thì tùy theo mọi người à. Bye bye.